mọi người, hiện tại mình và bạn Tâm đang có mặt tại Vĩnh Hy. Thì tụi mình kêu hết ba món ngay tại hai người ăn. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã tới được mũi điện. Mình đang có mặt tại cây sân Hàm Tân nghỉ ngơi. Đợi một xíu rồi sẽ đi. Giờ trời nó cũng đã sáng rồi, cũng dễ chạy đường, dễ chạy hơn hồi tối. Đường tối quá, sương mù rất là nhiều luôn nha. Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Hoài Vlog đây. Thì hôm nay mình và bạn Tâm sẽ có một chuyến đi Nha Trang, Phú Yên, Đà Lạt 3 ngày 2 đêm nha. Let's go. Hello mọi người, giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha. Có cái này không phải là mình chơi hay mình trách mọi người, trách mấy bạn, nhưng mà khi mà bạn đã chở theo một người ngồi đằng sau thì nên là trang bị cho họ một cái 3/4 hoặc là một cái full face, chứ đội 1/2 thì chứ chạy với tốc độ cao thì nó không có an toàn và nó ảnh hưởng tới nhiều, rất nhiều tới mắt. Đây là bạn Tâm, bạn đồng hành của mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hello. Đây là mình đã tới được nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Nhà máy nhiệt điện này buổi tối nó lên đèn rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình ghé được vào buổi tối. Thì mình mong mai mốt có dịp đi ngang qua đây vào buổi tối thì sẽ chụp được cảnh dưới đèn. Đây, mình sắp tới được eo biển Bủng Gô rồi nha. Một cái cung biển mà rất là đẹp luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn, trời ơi. Sóng đánh kìa trời. Trời ơi. Đẹp quá. Hello mọi người, hiện tại mình và bạn Tâm đang có mặt tại Vĩnh Hy, Bình Vĩnh Hy nha. Thì ở đây nắng rất là gắt và rất là, nhưng mà bù lại thì được là cảnh đẹp. Ok nha. Trong xanh. Biển trong xanh mát dịu, gió hỏi hiu hiu nữa. Chờ ở đây mà có cái võng là găng lên là ngủ liền luôn. Nhưng mà thôi, giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến đích là Nha Trang. Ở đây người ta phơi lúa ngoài đường nhiều quá, quá chừng luôn. Nay là đang mùa lúa chín á, nên là đi mình nghe rất là thơm. Ok, giờ mình ra tới quốc lộ 1 rồi, giờ mình sẽ đi xíu nữa. Xin chào mọi người, mình đã tới được thành phố Nha Trang. Đã lâu lắm rồi mình mới ghé lại Nha Trang. Hiện tại là đang là buổi trưa của ngày thứ 5. Nhưng mà mình thấy mọi người ra đường rất là nhiều luôn. Chắc là nhịp sống ở đây khá là nhộn nhịp. Mình đã tới được Nha Trang thì bây giờ mình sẽ mua nem nướng Đặng Văn Nguyên. Ok, một phần vậy là 47.000. Giờ mình sẽ mua về khách sạn mình ăn. Treo đi. Ok, vậy về khách sạn ha. Nha Trang hôm nay rất là trong xanh luôn. Nhìn thấy được đảo Vinpearl bên đó luôn. Hồi nhỏ mình có năm lớp lớp 6, lớp 7 gì á, mình có đi Vinpearl một lần. Và tới bây giờ luôn, mình muốn quay lại đi Nha Trang. Tháp Trầm Hương, biểu tượng của Nha Trang. La Chega Hotel. À, đây là Hiên Đường khách sạn. Hello mọi người, giờ mình đã tới khách sạn rồi. Giờ mình sẽ lên và nhận phòng để
xem phòng như thế nào nha. Sau khi nghỉ ngơi tới 5 giờ chiều á thì mình và bạn mình có ra chỗ Hòn Chồng để chơi và tham quan. Ở đây có một điều đặc biệt lắm, xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ mình và bạn Tâm đang trên đường đi xuống chỗ Hòn Chồng nè. Mình có gắn cái mic nhưng mà lúc này hình như không có cắm dây kết nối nên là không thu được tiếng luôn. Buồn ghê. Đây đây, mọi người thấy mình có khỏe không? Người ta làm mấy cái bậc thang cho mình dễ đi hơn nữa nè. Chứ bình thường không có. Mọi người có thấy trên cái cục đá có cái hình không? Y như là một cái bàn tay của người khổng lồ in lên vậy. Bây giờ mình sẽ quay một vòng ở Hòn Chồng cho mọi người xem nha. Chào mọi người, hôm nay thì mình với Hoài đang ở quán Ti. Quán thì có 3 món: bún thịt nướng, bánh bèo với bánh cuốn. Thì tụi mình kêu hết 3 món, hai người ăn luôn. Đây là bún thịt nướng. Đây là bánh bèo. Bánh cuốn nóng. Rồi bánh bèo. Rồi kêu thêm 4 cây chả ram. Rồi hai người ăn nha mọi người. Mình thích nhất là cái vị nước chấm của cái quán ở đây. Nó rất là ngon và nó vừa ăn. Hello mọi người, sau khi mình ăn nem nướng xong á thì mình qua quán kem bơ. Mình có gọi một ly kem bơ sầu riêng với giá là 40 cành, còn mà kem bơ không á thì là 35. Hello mọi người, giờ mình sẽ trả phòng. Hôm nay là ngày thứ 2 và bây giờ mình sẽ trả phòng và di chuyển lên Phú Yên để check in. Ok, đi thôi. Chào mọi người, mình đang ăn bánh canh chả cá ở tại quán Hai Cá ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là tô bánh canh của mình nha, có sứa nè, cá nè, có trứng cá nữa nè, rất là nhiều luôn, có chả, có trường luôn nha. Ở đây bánh canh, mình kêu bánh canh nhưng mà cái sợi bánh canh ở đây nó y chang cũng bún của mình ở chỗ mình ở vậy. Nó nhỏ xíu à, nhỏ xíu, nó nhìn như cọng hủ tiếu. Đây là bánh canh nè. Hiện tại mình đang có mặt tại biển Nha Trang nha. Trời ơi, sáng sớm mà mọi người tắm biển rất là nhiều luôn, quá trời. Hello, giờ mình sẽ rời hỏi Nha Trang và thẳng tiến ra Phú Yên. Hồi một tháng rưỡi trước mình đi á, lúa nó còn xanh lắm, nhưng mà nay là lúa bắt đầu chín rồi, người ta đang gặt lúa, nhìn quá là đẹp luôn. Lúc này là xe của bạn mình đang hết xăng và mình đang đẩy đi tìm cái xăng. Tới cái đoạn đó ai mà đi thẳng là sẽ là chạy vô tới hầm luôn á, là người ta không cho qua đâu nha. Phải quẹo đây nè. Cái đường đó đi thẳng là đi hầm á. Hả? Đi qua núi. Còn mình đâu có được đi qua hầm đâu. Giờ chuẩn bị vô đèo cả nè mọi người. Lên đây xíu là có cái bản Phú Yên. Ở dưới đây nè mọi người, có cái đường xe lửa. Ai mà đi tàu ra Phú Yên là sẽ được ngắm cảnh đẹp ven biển của Tuy Hòa của Phú Yên luôn nha. Ai trở lại đèo cả ơi. Những khúc cua quá đã luôn. Trời ơi. Đèo này ở gần nhà mình chắc tháng mình đi ôm cua một lần. Nè. Nếu ở đây mà mình đi thẳng là mình sẽ đi Phú Yên, nhưng mà mình sẽ quẹo ở đây để đi ra Mũi Điện. Giờ mình sẽ vào cảng Vũng Gô, Mũi Đại Lãnh, Bãi Môn.
Đoạn đường này thì bữa nay mình cũng mới đi thử thôi, mình cũng chưa đi luôn. Mình thấy ở đây rất là nhiều bè nổi luôn, phục vụ cho ăn uống đồ là kẹt ga, không có sợ gì hết. Đây có rất nhiều nhà bè nổi phục vụ nhà hàng, như bè nổi là Thanh Vũng Go, bên kia có Thanh Loan, quá chừng luôn. Bãi Môn Mũi Đại Lãnh. Chào bên đây anh Cái Tâm. Giờ mình sẽ gửi xe và mình sẽ đi lên cái chỗ mà cái tấm bia gì vậy? Không phải tấm bia, tấm gì gọi là tấm gì? Gọi là mình sẽ lên đây mũi điện mình sẽ đi lên mũi Rạng Đông để mình chụp hình nha. Ở đây có xe ôm. Rồi lên luôn. Sao vậy? Lắm rồi. Mấy nữa. Dạ. Ui nhỏ. Mới mặc áo khoác à. Ảnh đẹp lắm. Là mình lên đó sẽ có. Còn có 1 cây số nữa. Đi cho tới luôn. Đi. Lỡ. Lỡ ra đây rồi đi luôn. Ở đây là phải đi. Không là tiếc nuối. Lên chảnh có 2 hướng. Một hướng là đi qua ngọn Hải Đăng, một hướng là đi qua mũi Rạng Đông. Thì mình sẽ đi mũi Rạng Đông để check in. Không đi qua ngọn Hải Đăng, ngọn Hải Đăng leo lên nữa. Đây là chỉ có nửa ngày ở Phú Yên thôi, nhưng mà mũi điện à, không có nhầm nhò gì hết. Đi thôi. Mệt lắm chứ. Ok, giờ mình sẽ dạ. 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 Giờ mình sẽ đi mũi Rạng Đông. Thôi em không lên hoa. Còn hướng mình đang đi là sẽ xuống mũi Rạng Đông. Sắp hả mẹ ơi, tao nghĩ là sắp hả? Tao nghe là sắp tới hả? Đó. Tới rồi nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã tới được mũi điện. Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. Ok nha, leo có vài bậc thang thôi. Thấy tụi mình thở vậy thôi chứ không mệt đâu nha mọi người. Không mệt á. Hứa là không mệt nha. Còn phải đăng kế bên luôn nha mọi người. Rồi để coi xem nữa mình leo. Mọi người, giờ mình sẽ đi xuống và đi qua Phú Yên. Trên đường đi thì mình gặp được hai bạn nữ rất là dễ thương. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội vào đây chơi nha. Hôm nay anh đi tao đảo lại gặp em. Ông đang cái này quay thôi, về nhà mình ghép lại. Ở đây mấy bạn có cái trò lạ lắm. Làm chống chống. Đây mình sẽ mày làm xe như thế không xét đâu. Mày phải tách ra cơ. Nhìn nó mà. Tôi mới nhìn thấy cái dưới này. Còn nhớ không? Còn nhớ cách làm không? Bạn Tâm đang xé cái nhớ nhưng mà xé không được. Đây. Người chuyên nghiệp. nghiệp dư như vậy làm sao mà được. Rồi trong chóng tái chế ơi có chừng lao xuống. Đi rồi nhận việc. Đây cái được cái này đi gặp hai người anh em đi xuyên Việt. Đây đứng trên đỉnh cắm mặt. Quá là dữ luôn. Đi từ Hà Nội vô tới đây. Nhìn đẹp không? Xong rồi vài bữa nữa đi tới Cà Mau luôn. Đây là một người. Bên đây bạn đang ngồi kế Tâm. Đây là lần hai của mọi người của bạn xuyên Việt, mình ngưỡng mộ quá. Mình cũng phải gắng phấn đấu đi ra Hà Giang. Đi rồi. Ở đây mình ra ngoài rồi, ngoài vô đây. Đây là một người xuyên Việt, một người bạn mình mới quen. Chào nha. Thôi đập đây. Rồi. 2 3 rồi nha. Bye.
rồi mình đã tới được thành phố biển Phú Yên. Đấy, mình dẫn mình chụp tấm hình kia. Dạ ba, nhớ con không? Con trò của Tú Anh ủa mới ghé rồi. Mình uống nước mía ở 47 Nguyễn Trung Trực, một trong những quán nước mía ngon nhất ở Phú Yên nha. Mọi người có đi Phú Yên thì có gì hãy tới đây uống nước mía nha. Ok, giờ mình sẽ tạm biệt Phú Yên và về Đà Lạt thôi. Mùa nay đang là mùa gặt lúa nên là bà con người ta phơi lúa ngoài quốc lộ luôn. Nè mọi người thấy không, chỗ nào trống là người ta sẽ tận dụng để phơi lúa hết luôn. Ở ngoài Phú Yên mình về mà mình muốn đi hướng lên hướng Đà Lạt á thì mình sẽ đi bằng đèo Hánh Lơi, và bây giờ mình sẽ tắt vô đường Trần Quý Cát, không đi đường quốc lộ nữa nha. Đường đi Đà Lạt sao mà hiu quá, còn 140 cây nữa mới tới Đà Lạt, nhưng mà sao đường chạy trên bản đồ chạy đường này 20+ cây lận gì trời ơi, dằn đau đít quá, cứu tôi. Ây da, trời ơi, dằn nó tưng lên lưng á, làm cái lưng đau quá. Nhưng mà không biết gì nào mới tới được đèo Hánh Lơi nữa. Và mình đang đi đường DT8. Mình không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không đó. Để qua Đà Lạt. Mọi người có ai đi đường này chưa ạ? Nó dài tới 23 cây số, trời ơi, giờ còn tới 9 cây nữa. Mà nó dằn quá, không thể nào chịu nổi. Hello mọi người, mình đã tới được đèo Hánh Lơi, lần đầu tiên check in luôn nha. Đang có mặt tại đèo Hánh Lơi nha. Đây có mặt tại đèo Hánh Lơi nha, giờ mình sẽ đi qua Đà Lạt thôi. Let's go. Khúc này là mình chạy được một đoạn rồi nè, và vẹo lại đang tìm chứng kiến của bạn Tâm. Đó là mấy kiến cận nha, trời không có mấy kiến là khỏi qua Đà Lạt luôn. Do lúc xuống xe á, bạn Tâm mọi cái mấy kiến lên xe mình lên thì mình chạy á thì nó bị gớt. Ê, tôi kêu lấy không lấy. Chưa chạy thôi hả? Cái xe nó mới chạy ngang thôi là không cán á. Tao thấy nó trên yên rồi, tao tưởng mày lấy rồi tao mới chạy. Đèo Hánh Lơi nha mọi người. Wow, đèo bắt đầu leo đèo rồi. Đèo không khí bắt đầu là hạ thấp dần dần, có sự thay đổi rồi. Mình nghe nó sương sương rồi. Ở đây có cục đá này mọi người. Nguy hiểm quá. Ở đây mình thấy có cục đá chầm dàn luôn. Nguy hiểm trên này luôn. Bắt đầu ù tay rồi nha. Mình không thấy sương mù nhưng mình thấy khói mù. Đã lên tới độ cao 500m. Trời ơi. Lạnh quá, lạnh quá.
sương mù nha, kín đường luôn, mộng mền mộng mền. Ôi đẹp quá, như mình đang chạy trong sương vậy. Qua hình ảnh mình không thể nào diễn tả hết được cái sự vẻ đẹp của đèo Hánh Lơi này với những khúc cua. Cảm giác chỉ có thể nào mà bạn cầm xe mà bạn ôm cua bạn mới hiểu được cái cảm giác của nó thôi. Độ cao 1500m rồi nha, và còn tiếp tục lên nữa. Tới quá mưa rồi, tới mình lạnh quá rồi. Mình lạnh hết nổi rồi. Ôi đẹp hết nổi rồi, mình chỉ muốn tới Đà Lạt và tắm nước nóng rồi. Xăng á, xăng xe của bạn Tâm chớp luôn rồi. Mình nó có 4 lít thôi, mình 4 lít rưỡi nên là còn 2 giờ. Mong là tới kịp Đà Lạt, tại vì cũng còn có 30 cây nữa thôi. Trời ơi, hôm nay là lần đầu tiên mình được chạy 80km đường đèo. Bao nhiêu khúc cua không biết luôn. Trời ơi, một cảm giác vô mốt nhưng mà cũng khá là nguy hiểm. Có những khúc cua làm trượt bánh, có, nhưng mà giữ được tay lái nên không sao, cũng may mắn. Clip này chủ yếu mình quay về những con đường, chứ ở đây mình không có chơi được chơi nhiều nên cũng không biết là review cái gì. Thì mình chỉ các bạn xem những con đường mà mình đã đi qua thôi. Ta thấy công dụng của đèn trợ sáng như thế nào nha. Ok, đây là đèn zin của mình nha. Đây là code xe zin. Bắt đầu mình bật trợ sáng lên thì mới có thể là thấy đường để chạy được ở đèo Đà Lạt. Giờ tắt nè, tắt thử luôn, mọi người thấy gì không? Bật code lên nè, không thấy gì luôn. Chỉ có đèn trợ sáng mới giúp đi đường được tốt hơn thôi, nhất là Đà Lạt. Sau 5 tiếng chạy xe từ 2 giờ tới 7 giờ thì mình đã tới thành phố Đà Lạt rồi nha. Đà Lạt đón mình bằng một cơn mưa phùn, tuy là nó không lớn nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy đủ lạnh, tay chân là ướt hết rồi, tay ướt hết. Trời ơi, giờ mà có một cô bạn gái ôm trên Đà Lạt, trời ơi chắc là ấm lắm. Còn xíu về ôm bạn đồng hành của mình đỡ. Là đéo. Ok, đéo, đéo, đéo. Của mình ở là Trinh Nguyễn Homestay ở đây nè. Sau khi lên Đà Lạt rồi thì tối nay mình sẽ ăn ở quán bò tơ, tơ 118 cùng với bạn Tâm. Đây là ship của mình nha, hồi đó bút mình đi quay phim á, tình cờ mình gặp trên Đà Lạt nha. Có bò mới ra nha, bạn Tâm review bạn Tâm. Bò có gì hả bạn? Chưa ăn luôn, ở này có vú, chú heo. Vú hả? Bò. Em bánh gỏng nướng. Bò tơ 118 nha mọi người, đây có đầu bếp đây. Đây tới lẩu bò nha mọi người. Giờ mình sẽ ăn quá trời bò luôn. Đây mình tâm một chén mì rồi. Cố đi bạn. Đó, trời ơi. 200 ngàn thôi nha. Ơi có mực nữa kìa. Mực đâu mực. Phèo. Bất ổn. Bữa ăn bất ổn. Bất ổn quá. Ủa là cúp điện không anh? Hình như cúp hết đồ luôn hả? Cúp hết đồ luôn hay quán mình thôi. Mình lên Đà Lạt mình đã gặp được hai bạn nữ xinh xinh đi uống trà chanh, bao uống trà chanh nữa nha. Rất là quý luôn. Bây giờ mình không có trà chanh. Rồi giờ mình sẽ đi ăn ăn hết Đà Lạt nha. Đây là Trúc nè, đây là đạo diễn của phim mình nè. Ra phim dở chữ. Cuối tour một vòng thôi nha. Đây đầu tiên là đầu tiên là mình sẽ mở màn bằng ly một ly trà chanh trà sữa. Trà chanh một hai tụi mình sẽ đi vòng vòng
món thứ hai là dâu lắc không ớt. Trong vlog chứ chua ngon. Giờ mình sẽ đi ăn tiếp thôi. Ăn một cái. Ủa, ăn không Tâm? Ăn chứ, ba cái. Dạ. Sống ngồi dưới đi. Ngồi dưới đi. Đây quay cho. Chào mọi người nha, hôm nay là buổi sáng của ngày thứ 3 rồi. Giờ đang hiện tại là 6 giờ sáng và mình sẽ đi ăn sáng uống cà phê. Sau đó thì sẽ về nghỉ ngơi và trưa mình sẽ trả phòng và đi về Bình Dương thôi. Hôm nay mình sẽ chọn món bánh căn làm món ăn sáng của mình nha. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại bánh căn và chấm với một chén nước chấm xíu mại đặc biệt. Còn một khối luôn nha, giờ mình sẽ ăn thử coi có ngon không nữa. Canh góc nào cũng vô á. Bánh căn mới đổ nên còn rất là nóng, nhưng mà nó mềm, dễ ăn và ngon nữa. Nhưng mà chấm vô đây thì nó vẫn hơi lạc lạc, hơi nhạt. Mình thấy nó còn hơi... Hiện tại mình đang ở quảng trường Lâm Viên. Trời ơi, sẽ chụp hình ở đây xong thì mình sẽ đi dốc Nhà Bò nha. Thì ở đây một nơi mình sẽ tới đây và mình sẽ chụp hình đầu tiên. Nhưng mà qua giờ mình mới tới, mình mới chụp được khoảng tối qua bị mua. Thì mọi người xin giới thiệu với mọi người, đây là dốc Nhà Bò. Ở đây có chỗ gửi xe. Đó trước khi về nha. Đây là bánh nước của mình nha. Để coi có lòng. Đây có gan nè. Lòng đâu ta? Nè, lòng nè. Ủa, cái này hả? Mời mời. Mời lòng. Lòng đâu? Ok, sau khi mình ăn bánh nước xong rồi, giờ mình sẽ tiến hành đi về bằng đèo Sa Cơm nha. Thì trên đường về sẽ có gì mình đẹp thì mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp. Rồi, video đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sau khi nghỉ ngơi ở Đà Lạt một đêm thì hôm nay cũng tới ngày về rồi. Ở nhà còn công việc đồ nữa nên là không chơi được nhiều. Thì giờ mình sẽ đi về. Nhưng mà mình không đi đèo game, mình sẽ đi bằng đèo Sa Cơm. Hello mọi người, hiện tại mình đã tới được Hồ Tiền Lâm rồi nè. Chắc mình phải chụp một tấm hình thôi. Mình sẽ đi. Đây là đèo Sa Cơm. Một đường tránh khi đi tới Đà Lạt. Trời ơi, đẹp quá trời. Nổi ám ảnh mang tên xe gao Đà Lạt. Đây như chiếc 49H này nè, mời để cho mọi người coi nó chạy nè. Không ngại lấn lên. Không ngại vượt đèn đỏ. Lúc nào là cũng đèn ưu tiên hết nha. Đó, lấn lên luôn nè, thấy không? Lấn lên bóp kèn nè, lên nè.
Hiện tại còn 150 cây nữa mới tới nhà. Nhưng mà trời không cho mình về. Mưa tầm tã luôn, mưa sắp mặt luôn. Ôi là trời. Chờ đợi xíu coi hết mưa rồi đi tiếp nha. Thôi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở chuyến đi chơi tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.